nên là chị thấy chị đau lòng lắm. Còn có 100 ngàn thôi. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị đây là chị Duyên, một cô gái mà được Bùi Hồ với lại em Phong đưa từ Campuchia trở về. Cũng sau khi về Việt Nam thì cũng gặp khá là nhiều chuyện mà chị phải từ nhà xuống gầm cầu ở. Và ngày hôm nay thì chị ở trọ. Sau khi được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân thì chị Duyên sẽ lên đây. Em chào chị ha. Phúc đâu chị? Đi làm cái gì á? Làm gạch. Làm gạch ha. Dạ. Sáng giờ có bán vé số không chị? Có. Dạ, chị đeo mic này vô giùm em này. Có xe đi làm không? Dạ có, xe của anh không mua cho của họ. Bao nhiêu tiền? 6,5 triệu. 6,5 triệu hả? À, xích vô đi chị. Mình mua đầy đủ hết chưa? Có nệm rồi chưa? Này là ai đây? Em sao? Em ruột. Em ruột hả? Tên gì ta? Tên Đế. Lúc trước là hình như là điện chị ở Campuchia là Đế điện cho em đó đúng không? Ủa sao cái phòng hầm quá vậy chị? Dạ. À, ngồi xuống đi chị. Phòng hầm quá. Rồi thông báo tình hình cho em với lại cô bác của anh chị biết coi. Sáng nay mình ăn cơm gì á? Dạ, sáng thì em giấc sáng em không có nấu cơm, có nấu chiều. Sao sáng không nấu cơm? Thì chồng anh thích làm rồi, hôm qua nay ai? Chồng em làm, em nấu cơm. Ở đất diện hai chị em đói, khi nào nó đói thì chưa mua này kia. Rồi khi nào chiều anh về nấu cơm ăn chung. Chồng đi làm mấy ngày rồi? Hôm qua nay 2 ngày. 2 ngày hả? Làm ở đâu? Làm ở chợ mới. Chợ mới hả? Ngày được nhiêu? Ngày hôm qua anh làm được 300 mấy. 300 mấy? À, anh mới đi xin làm ngày đầu. Ừ. Rồi lấy chiếc xe của Phong mua, nghe nói Mạnh Thường Quân hỗ trợ được 1,000 đô đúng không? Dạ. Yeah. Rồi đóng tiền nhà trọ em 8 tháng. 8 tháng nữa là hôm trước em đóng là 4 tháng nữa, gần 1 năm rồi. Dạ. Yeah. 1 năm? Dạ. Yeah. Ừ. Rồi 8 tháng là hết nhiêu tiền ta? 7,2 triệu. 7,2 triệu hả? Mua chiếc xe nữa? Dạ. Yeah. Mua chiếc xe bao nhiêu nữa? Xe 6,5 triệu. Là 13 triệu. Còn 9,7 triệu. Ở 9,7 triệu đó làm cái gì? Cho cậu em 200. Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân gọi hả? À, chị lại nghe đi. Ở nước ngoài hả? Mở lo em nghe. Alo chị. Chị Đông Trần hả? Tiên Trần. Chị Tiên Trần. Dạ. Nghe chị. Dạ, em Bùi Hồ nè chị. Anh Bùi Hồ. Dạ. Dạ. Dạ em có đây nè, mở loa lớn. Em đó hả? Em đang ghi hình chị Duyên luôn nè. Nó có đâu, nói đi đâu, gì đâu, hỏi thăm. Chuyện bình thường chị. Ờ vậy hả? Dạ. Chị Tiên Trần đúng không? Dạ. Chị Tiên là mới vừa gửi cho chị 1,000 đô á. Dạ. Dạ đúng rồi, mua giường sắt đó chị. Ờ giường sắt đó chị có coi nè, bởi vì chị biết nó khờ lắm cho nên đó chị muốn như vậy đó. Rồi chị muốn mua giường sắt này nọ với lại muốn mua cái tivi cho con coi con. Em ở dưới đó bao lâu em còn công việc của
em của chú ra bao lâu, dắt nó đi ra ngoài chỗ tiệm máy xanh gì đó giùm chị được không? Dạ được chị, nhưng mà chắc là trước mắt á là sẽ nhờ chị Duyên đi coi mua cái giường sắt á. Còn cái tivi thì chắc sau khi em coi rồi á cưng, chị thấy cơ chị có mấy kiểu này để tính chụp hình cho Duyên nó coi đây, để em mà đi ra cái chỗ phía ngoài đó nó show cho người ta coi á, là nó có cái dạng vậy không, chứ có nhiều cái giường á nó bị ngợp lắm em. Ở phía dưới á, ví dụ nó phải là 1m6 hay 1m4 vậy đó, rộng ra đó. Còn ở phía trên nó thụt vô đó cưng. Chị có để mấy cái hình nè, chị tính cho Duyên nó coi ra ngoài đưa cho người ta coi, mà chị thấy hai chồng khờ quá à. Không biết là em có thể ép giùm được không, mua giùm nó cái giường á, để cho hai vợ chồng mà nằm cái phần dưới, rồi thằng em thì nó nằm phần trên. Chứ nằm ở dưới đất có nhiều khi bị do cái gì ở đất trúng đất trúng lộn cũng chết đó. Chị bây giờ muốn mua giường ngủ được không? Cũng được. Em không biết chỗ mua với rồi á. Em không biết cái phòng bao nhiêu á. Chị có hỏi em á. Cái giường này là chắc bề ngang 1m2 4 tấc 1m. Chị nghĩ cái lõm cái chỗ mà gần cái toilet á, thì là nó khi mà người ta xây á, chắc người ta cũng để vừa đủ cái nệm, vừa nệm cái đủ cái nệm thì chắc nó cũng là vừa với thước tấc của cái giường á. Dạ. Cái mua cái giường khoảng 1m2 à chị, 1m6 thì nó chật quá. Dạ bề ngang á. Ở phía dưới phải 1m4 cơ. Ví dụ mà cái giường tầng á, thì cái tầng ở phía dưới nó 1m4, thì cái thằng ở trên nó sẽ là 1m2 nó thụt vô. À ý chị nói là mua 2 tầng đúng không? Ừ thì giờ có thằng em nữa. Dạ. Em của chị Duyên là ở đây luôn thì sao? Là... lúc trước là ở đâu? Chứ cứ nói là tại bây giờ nó... mà mình nói là bị đuổi hay sao? Bởi vì chị tính gọi chị nói chuyện với em là vậy, là chị muốn hỏi sao? Cho nên là chị thấy thì đó, chị em thì cũng đùm bọc, thì Phong nó nói nó cũng thương đứa em của em lắm. Nó nói là lúc trước không có biết hoàn cảnh của đứa em của em, nhưng mà bây giờ biết hoàn cảnh em của Duyên đó hả, còn tội hơn Duyên nữa chị. Em của chị cho sao nói cho nên Duyên hả? Bị nhiễm. Cho nên là chị thấy là chị cũng thương. Chị thấy chị cũng thương. Đó. Rồi chị hôm rồi á, tại vì Phong nó cũng bận, nó ít bỏ cái video lên á, rồi cái chị mới nghe được, có biết hai vợ chồng ốm yếu là do ăn uống không đủ, rồi nó nhìn cái thể trạng nó như vậy. Chị tin thì những gì em nói là em không có nghĩ thì đã chị tin, cho nên là chị đặt lòng tin vô hai vợ chồng em, thì chị muốn ở trong lòng của chị muốn giúp cho hai vợ chồng em. Nó thật sự là nó đứng lên thẳng luôn. Nó khờ mà nói này nó kia, cho nên là chị giúp như vậy. Bây giờ chị nghe tới em của em đó, chị thôi chị thương em, thương em luôn. Cho nên là nằm dưới đất chị thấy cái tấm nệm mỏng lét rồi. Ủa chị mới coi cái clip nào không biết nữa. Cái nệm mỏng lét rồi mà nó cũng ngã màu rồi. Cho nên là chị muốn mua giường đồ cho em vậy. Em hỗ trợ mua giường kia ta gáp cho. Trước tiên là mua cái giường trước đi chị. Sao em? Trước tiên là mua cho chị Duyên cái giường trước đi. Dạ. Tại vì chị nghe nói là đứa em ở bên đây luôn, mà nghe nói là có báo với chủ nhà, tại chị hỏi chứ lúc đầu muốn thay chồng ở, mà giờ thêm người em nữa thì chủ nhà có phiền gì không? Thì Phong nó nói không có phiền, chỉ có đưa chứng minh đó, đưa chứng minh ẹt vô thôi thì ok rồi. Thì chị mới thấy là thấy thương quá, nằm ở dưới đất vậy bệnh chết, cho nên là chị muốn mua giường, mua đồ này kia nọ. Mà chị biết cái tấm lòng của con Duyên nó rất là hiếu thảo với gia đình nhà nó, mà nó có tiền có đồ, khi mà chị nghe cái video là nó chia sẻ cho chị, cho cậu này kia nọ, thì nó sẽ không có cái gì hết trơn á. Cho nên là chị tiền không có bao nhiêu hết cưng, nhưng mà nó sẽ không có đủ cái đồ dùng của nhỏ dùng, cho nên chị muốn là chị gửi tiền cho em phải cầm đi mua đồ cho nó, chứ không đưa nó tiền nha. Dạ. Không đưa tiền nha nha Bùi Hồn. Chị bây giờ thì chị không biết là cái địa thế là em ở đâu và cái như thế nào. Ngày hôm nay chị tính, chị đâu có biết là em ngồi ở đây đâu, thì ra chị tính là nói chuyện
Cho nên là em phải nhớ cái lời này dùng chị, là chị mở một ngàn cho em, là mua những cái đồ dùng này cho em nó xài, chứ không phải là đưa tiền cho nó. Nó lại cho cha cho mẹ cho cái này cái kia. Khi nó ngã xuống không có ai mà cúng nó hết trơn á, không ai nhìn thấy cái chỗ của nó nằm ngủ như thế nào hết trơn á. Cho nên là chị thấy chị đau lòng lắm. Cho nên là chị muốn là nó phải được như những cái người bình thường sống ở trong nhà, có rèm có đồ nằm, chứ không phải như vậy. Dạ. Hiểu không? Cho nên là chứ không phải là tiền. Cho nên là đưa cho nó tiền là nó sẽ làm chuyện này chuyện kia, cho ai 200, cho người kia 2 triệu, này kia cái đó, nó sẽ như vậy. Thành ra chị đi sẵn vậy nè. Thì sao cái cuộc cái chuyện này chị sẵn chị thấy có em đây. Tại vì biết sao không, nó cũng nói á, nó muốn nhìn thấy vợ chồng thay đổi. Thì á, ok, vợ chồng thay đổi thì là tính chuyện khác. Còn cái chuyện này là cái chuyện vật dụng á, vật dụng trong gia đình mình. Em thấy nó nằm đó vậy không? Em có cái quạt không vậy? Tại vì chị có cây quạt nhưng mà cây quạt cũ quá. Nó có cái gì luôn á cưng. Cây quạt nó là ở đâu có? Của cỡ tấm lầu ở trước cửa đường nhỉ. Nhiều tiền? 150. 150 hả? Cây quạt gì nó cũ ghê vậy? Sao không mua trích ra mua cây quạt mới? Đây nè, em ở đó chị thường coi mấy cái kênh đó là người ta hay vô điện máy xanh mua đầy đủ trong nó hết trơn cực. Mà mua với cái giá tầm trung cho mình là chỉ phỏng chừng ra nhiêu đây rồi nè. Dạ. Em coi nó có nồi cơm điện này nọ, mẹ không dùng nó. Tại vì chị tốt lắm, tại vì chị không có ai ở dưới đó để giúp nó hết trơn á. Mình chờ phong phong nó nói chờ thì chị chờ coi cái sự thay đổi như thế nào. Mà sao chị thấy chị tốt đầu quá. Chị Tiên đã ghi ra cái danh sách những cái đồ vật dụng mua cho chị rồi. Thì dự định là sẽ mua chứ không có đưa tiền cho chị. Tủ lạnh là nó khoảng chừng bao nhiêu đó cưng. Coi nó còn có khoảng trống thì để cái tủ lạnh nó nhỏ nhỏ thôi. Để cho vợ chồng đủ để nó uống, để miếng trái cây hay gì đó vậy đó. Cũng được nhỏ quá đó. Tủ chừng vậy nè. Đó, rồi nồi cơm điện nè. Rồi cái quạt nè, cái giường nè, cái đệm nè. Đó thì là mình mua, bây giờ có thằng em nó ở nữa. Thôi thì mua cái đệm, cái giường chồng lên đó cưng. Bây giờ chị nói chị đi cưng xong cái chị cất máy xuống cho chị gửi cái hình qua cái show cho em coi ha. Và những cái gì mà chị tham khảo đó, bây giờ cái giường nó phần dưới nó hơi bự ra, nếu mà máy sáng thì nó quá bự, thì thôi chị mít tư thì cái phần trên á nó sẽ làm cái thai, thì nó như vậy rồi em đẹp cho nó luôn. Mình thấy biết sao mình phải đổi cái cuộc đời của mình cho nó sáng, nó tươi lên chút, chứ vô dọn vô nhà mới mà vẫn còn nằm mấy cái mèo nhèo á thì thấy nó không có thay đổi được cuộc đời được, nó cứ khổ hoài à cứ. Cho nên là sau cái khi này em cũng xuống cái em cho gửi tiền thông qua địa chỉ hay là sao chị? Thông qua địa chỉ hay là qua số tài khoản? Chị không có biết gửi tài khoản, chị gửi cái kiểu mà người ta cầm tới đó cơ. Không có. Ngày mai là em chuẩn bị em đi không. Dạ không có Việt Nam rồi. Nhớ rồi chị, làm ơn giùm. Mua đồ nó trong cái khoản bao nhiêu đó như vậy, và còn lại em giữ giùm chị và em kết lại cái con số coi còn bao nhiêu, chớ không được cho gì. Chị không phải là chị không tình duyên, mà là cái tấm lòng của nó mềm lòng quá. Yeah. Khi mà nó ấy xuống không có ai cũng nó, chị chỉ kỹ để cho em giữ, để tại vì em gần duyên. Cho nên là khi nó cần cái gì để giúp chị đó, chị nhờ em đó một con. Yeah. Sau này mà khi mà nó có cái sự thay đổi và cái vợ chồng nó cũng đứng lên đó, chị với Phong á thì sẽ chờ cái sự thay đổi của vợ chồng em. Dạ. À, chị ơi bây giờ như thế này để em. À khoan, chị nói nè, hỏi bên kia nó có uống sữa em xua không? Vậy em ở dưới đó nó uống sữa em xua không? Biết sao không? Nó ớn quá, nó phải cần bổ sung cái sữa em xua vô. Tại vì ở trong cái sữa em xua nó có rất là nhiều chất bổ, cho dù mà mình ngán là mình không có thể uống sữa được, phải ráng nốt vô. Uống sữa ăn cũng được, uống sữa lon. Uống được không? Đó, thấy chưa, em thấy thằng em nó nằm cũng vậy không? Mình chết. À, chút xíu nữa em sẽ off máy, quay em sẽ gọi lại cho chị. Dạ dạ, em sẽ gọi lại nói chuyện riêng với chị liền. Dạ dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ dạ, dạ. Rồi,
sau khi trao đổi với lại chị Tiên xong á, thì nếu như em gửi số tài khoản cho chị Tiên thì chị Tiên sẽ có thể chuyển cho em, thì em sẽ hỗ trợ mua đồ cho chị. Thì bây giờ em muốn biết là cuộc sống của chị hiện nay như thế nào rồi, và mình có chuyển biến gì chưa? Dạ cũng ổn, thì em thường ngày vẫn bán số bình thường, còn lúc mấy bữa chồng em đi làm, chồng em nhắn lệnh đi chào, còn hai bữa nay anh đi làm. Ngày bán bao nhiêu tờ chị? Dạ có 70-50. Bán chiều có bán không? Dạ chiều hả? Chiều bữa nào mua thì em nghĩ, còn không có mua thì em bán. Lấy số mấy giờ? Dạ 4 giờ mấy. 4 giờ mấy hả? 4 giờ mấy là đi lấy rồi. Bữa nay tính lấy bán bao nhiêu tờ? Sau khi chị Tiên gửi cho chị là 1.000 đô mua xe, đóng thêm 8 tháng tiền trọ nữa là 1 năm, thì hiện nay là còn được bao nhiêu tiền? Còn 5 triệu. Còn 5 triệu. Hồi nãy chị nói 9 triệu mấy? Nó cho mẹ 2 triệu, cho cậu 200. Là 2 triệu 2? Cho em 2 triệu. Lớn lên. Ba triệu hai. Đặng Dị Tư là sao? Gỡ. Thì sao chị Tiên nói là chị giữ lại mà? Em giờ không có giữ, anh gỡ. Sao không dám giữ? Bán số còn điểm tiền tới nó tôi. Hiện nay là trong túi chị còn bao nhiêu tiền? Em bán số và đưa tiền ta, tiền ta đem số ra giao em đi bán, rồi chừng nào thì em lấy lại. Hiện nay là còn bao nhiêu tiền nữa cho em biết? Tiền túi còn được 100.000. Dạ tiền lời, đó là tiền lời, còn tiền vốn là em giao cho ta. Ngày nay chị bán bao nhiêu tờ? Dạ bán 70. 70 tờ, dạ. Sao lời 100.000? Có đâu ơi, tiền của em còn, tiền cũ còn. Nếu như có tiền chị có dám giữ không? Hả? Có tiền cho chị cũng không dám giữ nữa hả? Có tiền chị thì chị sẽ làm cái gì? Cho gia đình. Còn như thì gửi gì? Có nghĩa là có tiền đó này chị sẽ gửi về cho gia đình, chứ chị không có giữ lại. Nếu như Mạnh Thường Quân cho chị nữa thì sao? Em cho anh Phúc ra ngoài đó đi mở tài khoản. Chị Tiên chỉ em đi mở tài khoản ngoài em không biết là. Mở tài khoản tiết kiệm. Anh Phúc làm cái đó. Chị có giấy chứng minh mà đúng không? Em thông tin với chị như thế này nè. Là tại vì em hỏi cho chị là chị nói là có tiền chị không dám giữ đúng không? Là chị gửi cho mấy dì hết. Rồi khi nào mấy tiền mấy dì mình lấy lại được không? Tiền kia thì từ mượn rồi tới cuối tháng 7 thì tôi mới trả 5 triệu đó. Là sao? Cuối tháng 7 là sao? Tôi mượn 5 triệu đó, cuối tháng 7 thì tôi mới trả. Tại sao tiền của Mạnh Thường Quân cho chị mà? Em gỡ rồi, em nói em chưa có cần xài tới, thì tôi nói chưa cần xài tới thì tôi mượn rồi, cuối tháng 7 thì tôi trả. Phúc đi làm chừng nào về chị? Cũng 5-6 giờ chiều. 5-6 giờ chiều về. Rồi chị mấy giờ đi bán vé số? 4 giờ mấy. Sáng tại sao chị không nấu ăn? Nấu ăn buổi sáng. Ừ. Sao? Cái nấu ăn, nấu cũng biết nấu có mấy món. Chị biết nấu món gì? Nấu canh cải, canh chuồng, canh cá kho, canh kho. Nấu ăn thì tiết kiệm hơn chứ. Mà em ít ăn cơm buổi sáng, em có ăn có. Sáng em có ăn thì ngại, ăn vô là bị đau cái bao tử. Em thông tin với chị như thế này, hôm nay em qua thăm chị, tại vì mới nghe chị mới mua xe rồi có Mạnh Thường Quân gửi tiền mà chị không dám giữ. Có một Mạnh Thường Quân hiện nay gửi cho em 200 đô, đó là chị Linda Trần ở Mỹ, để gửi cho chị. Tuy nhiên á, thì chị không dám giữ tiền,
nên thành nữ là em sẽ trao đổi với chị Linda đó lại như thế nào. Ngay là trong túi còn có 100.000 thôi. Rồi hết tiền sao? Chị gửi cho dì Tư là 5 triệu. Còn lại 4 triệu mấy? Cho mẹ 2 triệu. Cho mẹ 2 triệu. À, là 7 triệu 2. Cho em 1 triệu. Ừ? Cho em 1 triệu. Là 8 triệu 2. Cho em 1 triệu mấy ngày rồi? Cho liền. Em mong luôn là cho liền. Là 8 triệu 2. Còn 1 triệu. Tại sao mình không có tiền, mình không để mình xài mà mình đi cho mượn người này người kia? Cho lấy lại. Tại sao chị không nghĩ rằng mình sẽ giữ cái số tiền đó mình làm vốn, mình mua cái gì đó mình bán cho nhiều hơn, ví dụ bán được 100 tờ giấy số hay là 200 tờ giấy số? Tính cho làm cái gì? Tính cho cái chất lạc gì? Phúc tính đi theo, cho đi theo cái chất lạc. Nhưng mà em bây giờ em đang bị thất mặt rồi. Hỏi nhớ hơi đáng số rồi. Cái nào phải vẽ hợp mặt cho bây giờ còn có 100 ngàn thôi. 100 ngàn rồi sao? Sống Phúc đi làm ngày 300 ngàn không đủ xài sao? Đủ hả? Đủ xài nguyên một ngày không? Dư hả? Nếu như đưa tiền trừ chị, em đưa 200 đô cho chị là chị không dám giữ nữa đúng không? Bây giờ em tạm thời em giữ giùm chị được không? Rồi sau đó là sẽ mở tài khoản. Bây giờ 200 đô là 4.660.000 đồng. Bây giờ em gửi chị 660.000 đồng. Em giữ giùm chị 4 triệu. Rồi sau đó là sau khi em đi công việc ở nước ngoài về, rồi em sẽ mở tài khoản cùng với chị đi mở số tài khoản, chị chịu không? Như vậy chị thấy nó hợp lý không? Em sẽ hướng dẫn chị đi mở. Em gần chị, em sẽ sau đó là em giữ cái phần này giùm chị ha. Tại vì chị sẽ xài tiền một cách rất là lung tung. Thầy cũng thông tin với chị Linh Trần là em sẽ giải quyết cái cách như vậy cho nó tiện. Chị thấy hợp lý không? 4.660.000 đồng thì em sẽ gửi cho chị là 660.000 đồng. Là nhớ là em của chị Linda Trần á, gửi cho chị thì còn 4 triệu đồng. Thì bây giờ còn 4 triệu đồng đó thì em sẽ giữ, khi nào mở số tài khoản này em sẽ mở cho chị, mở một cái sổ tiết kiệm á. Chị hiểu không? Thông tin với cô bác của anh chị bây giờ thì Bùi Hồ cũng không biết là đối với chị Duyên á thì không dám giao tiền nhiều. Mà giao tiền nhiều chị sẽ gãy tiền đi khắp nơi, không còn sau này sẽ không còn tiền nữa, sẽ hết tiền luôn. Tại vì chị có thể là chị bị một lần rồi. Nên là nữ lần này là mình sẽ rút kinh nghiệm. Chị chịu không? Dạ chịu. Chấp nhận ha. Dạ. Bây giờ hứa với Mạnh Thường Quân cố gắng thay đổi gì không? Dạ. Cố gắng thay đổi đi bán. Bán cho anh đi làm. Ừ. À. Mới vừa rồi là hỗ trợ tiền trọ là chị Tiên. Trước đó là cô Kim Vân ở Úc. Gia đình của Kim Văn ở Úc hỗ trợ cho mình là hết một năm là mình không lo tiền trọ rồi. Thì xe cũng đã có rồi. Bây giờ thiếu một số vật dụng trong nhà thì nữa là được rồi. Nhớ cố gắng làm ăn làm lại từ đầu giờ ha. Chứ bây giờ thấy chị xanh xao quá. Biết đếm tiền không? Ít nghĩ biết đếm. Đếm rồi. Cái đó nhiều. Cái này 500, cái này 100, ít thì một cái. Ờ. Nhiều thì không biết. Nhiều thì cũng được mà chứ. Ừ. Tại ngày mai là em phải đi công việc rồi. Giờ em đi công việc rồi nên thành nữ nếu kịp thì em sẽ mua cho chị liền. Còn để em đi liên hệ với chị Tiên nó như thế nào ha. Rồi thôi đi, bây giờ chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn cô bác của anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Chân thành tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành với Bùi Hồ cũng như là hỗ trợ cho chị Duyên nói riêng và tất cả các hoàn cảnh khó khăn nói chung.
Bây giờ thì chắc có lẽ là buổi hồi xin tắt máy tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh chị.